Quý vị và các bạn thân mến, tôi đang đứng ở điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ tại quốc lộ 21B, đoạn gần ga Hà Đông. Đây là điểm mà có mật độ giao thông khá là dày đặc. Và theo như chúng tôi được biết, ngày hôm nay sẽ có tàu chạy qua đoạn đường này vào giờ cao điểm. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ xem phản ứng của người dân khi có tàu chạy qua là như thế nào. Vội vàng, chen lấn để tranh giành nhau một vị trí thuận lợi đợi tàu hàng đi qua. Thản nhiên vừa vượt rào chắn vừa nghe điện thoại và thậm chí kéo rào chắn khi tàu chưa đến. Chị ơi, tại sao mà tàu dừng rồi mà được kéo ra rồi mà chị vẫn cứ cố tình đi này? Tại sao lại vẫn cứ đi đấy? Kéo qua nhà rào chắn rồi nhưng mà người ta vẫn cứ cố tình người ta vượt. Hoặc là người ta coi như là kéo rào vào, người ta lại kéo rào ra để người ta đi. Kể cả ô tô đâm vượt hàng rào, tôi thấy như thế là rất nguy hiểm. Chị Phạm Thị Nga, nhân viên làm việc tại trạm gác tàu này cho biết, dường như ngày nào chị cũng chứng kiến cảnh những người dân vi phạm giao thông ở trạm chắn tàu này. Có những tình huống mà tàu phải phanh khẩn cấp để tránh gây tai nạn khi người dân tự ý mở rào chắn để vượt qua đường. Vào ca trực ngày hôm đấy thì tôi và một nhân viên nữa lên ban thì vào đúng 7 giờ sáng khi tàu đã gần tới đường ngang. Nhưng mà một số người dân thì đã cố tình đẩy chắn của chúng tôi ra để vượt. Tôi buộc phải ngừng tàu khẩn cấp để cho người dân đi qua. Nhiều người thường đi qua cung đường này cho biết nguyên nhân không chỉ lỗi hoàn toàn do ý thức của người tham gia giao thông mà còn có một phần do đoạn rào cắt này là đường vào ga tàu hàng. Có những lần tàu dồn toa hàng khiến họ phải đứng đợi ở rào chắn tới 30-45 phút. Việc họ cố tình vượt rào chắn cũng là điều dễ hiểu. Trong khi đó, đại diện quản lý tuyến đường sắt này lại không cho đó là lý do để người dân có hành vi băng qua rào chắn. Đã phát những cảnh báo tín hiệu, cảnh báo này ngăn mà cấm đường bộ trong lúc tàu đến. Thì đương nhiên là mọi người chúng ta phải tuân thủ, chứ không thể nói là vì chờ muốn đi nhanh hơn hoặc chờ lâu cho nên là tôi phải cố tình để rào chắn nó đi qua. Hà Nội hiện có 682 đường ngang, trong số đó đường ngang dân sinh trái phép chiếm hơn 500. Ngành đường sắt cũng đã tuyên truyền và đưa ra giải pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông đường sắt. Nhưng có lẽ sẽ còn những vụ tai nạn xảy ra khi vẫn còn xuất hiện những hình ảnh như thế này ở các điểm giao cắt.